Rồi bán cho anh em 4 món sườn lóc giấy của Phía Trời 110 nha anh em. Tình trạng là zin hết nha, zin toàn tập hết nha. Giấy bao chuẩn ha. Bao an ninh. Biển Đồng Nai nha anh em, 60K23522. Số cũng đẹp ha, đặt lên cũng đẹp nha. Lóc siêu đẹp ha. Lóc đẹp ha. Cả máy lăn đầu đầy đủ như hình. Không sơ mi, không tu ren ha. Nguyên cây sườn là sơn zin nha anh em. Nguyên cây sườn sơn zin. Sườn đẹp ha, không mục nha. Bộ giấy này mình bán cho anh em 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu. Sườn đẹp không mục hết nha anh em. Sơn zin hết nha. Không lỗi lần. 1,5 triệu bộ giấy này nha anh em. Anh em cần alo mình bán như hình. Bao tranh chấp nha anh em. Bao xịn. Bao tất cả. Số sườn số máy nguyên zin luôn nè. Rồi anh em nào xài alo mình nha.